Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là vô sanh pháp nhẫn, pháp này đoạn gì, lại là trí gì? Phật dạy, này thiện hiện do thế lực này, cho đến một phần nhỏ pháp ác bất thiện cũng chẳng sanh được, nên gọi là vô sanh pháp nhẫn. Pháp này khiến cho ngã và ngã sở các phiền não, mạn vân vân rốt ráo tịch diệt như thật nhẫn thọ các pháp như mộng như tiếng vang như ảnh tượng như bóng sáng như bóng nắng như trò huyễn như ảo thành như sự biến hóa nhẫn này gọi là trí đắc trí này nên gọi là đạt được vô sanh pháp nhẫn cụ thọ thiện hiện lại bạch phật Bạch Thế Tôn vô sanh pháp nhẫn của thanh văn độc giác cùng với vô sanh pháp nhẫn của Đại Bồ Tát có sự sai biệt như thế nào? Phật dạy, này thiện hiện các bậc dự lưu hoặc trí hoặc đoạn, cũng gọi là nhẫn của Đại Bồ Tát. Các bậc nhất lai hoặc trí hoặc đoạn cũng gọi là nhẫn của Đại Bồ Tát. Các bậc bất hoàn hoặc trí hoặc đoạn cũng gọi là nhẫn của Đại Bồ Tát. Các bậc A-La-Hán hoặc trí hoặc đoạn cũng gọi là nhẫn của Đại Bồ Tát. Các bậc độc giác hoặc trí hoặc đoạn cũng gọi là nhẫn của Đại Bồ Tát. Lại có nhẫn của Đại Bồ Tát gọi là các Pháp nhẫn rốt ráo chẳng xanh như thế là sai biệt này thiện hiện, các đại Bồ Tát vì thành tựu nhẫn thủ thắng như thế nên vượt hẳn tất cả thanh văn độc giác. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy an trụ trong vô sanh pháp nhẫn dị thục thủ thắng như thế. Hành đạo Bồ Tát có thể viên mãn trí đạo tướng. Do có thể viên mãn trí đạo tướng nên thường chẳng xa lìa bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng xa lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng chẳng xa lìa thần thông dị thục đại bồ tát ấy do chẳng xa lìa thần thông dị thục nên từ cõi phật này đến cõi phật khác cung kính cúng dường chư phật thế tôn thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật Đại Bồ Tát ấy do thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật được viên mãn, nên chỉ trong khoảng một sát na tương ưng diệu tọa chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện như vậy đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa có thể mau viên mãn an nhẫn ba la mật đa vô tướng vì được viên mãn an nhẫn ba la mật đa vô tướng nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí tất cả phật pháp đều được viên mãn